Hồi ức lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Tầm cuối năm 1982 Tầm này thì cái trung đoàn đặc công Pol Pot hoạt động rất mạnh ở phía nam Bòi Pét, cũng là phía tây và bắc căn cứ Mo Hơn trên lộ 59. Thời gian này, bọn chúng bắt đầu phong tỏa kín Mo Hơn bằng mìn. Sau khi tiểu đoàn 1 trung đoàn 2 rút khỏi tây nam Mo Hơn, chuyển cánh qua Bòi Pét, thì tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 trụ lại căn cứ Mo Hơn, bị đơn độc, và căn cứ này gần như bao bọc bởi mìn KP2 và 652A. Đây là chiến thuật trói chân tiểu đoàn 2 trước bằng mìn để gây áp lực đánh vào tâm lý lính thủ mo hơn trước. Tình hình khá căng thẳng nên mặt trận 479 điều thêm một tiểu đoàn đặc công vào yểm trợ mo hơn. Nhưng hơi đáng tiếc và có gì đó không hợp lý cho lắm vì lối đánh của đặc công lại không thuận lợi bằng lối đánh du kích củ chi rất hợp núi rừng cao Mê lai của trung đoàn 2 công an nên tiểu đoàn đặc công này chỉ được phép nằm phía ngoài mo hơn 8 km đánh với vào để gây tiếng vang thôi còn chủ lực tả sung hữu đột vẫn là tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 một mình một cõi chắn ngang lỗ 59 khét tiếng nghênh chiến trung đoàn đặc công này của địch bởi vậy nó rất tự tin khi bày trận phục kích trên đường 5 thuộc phía bắc căn cứ mo hơn 7 km phía nam lộ 5 cách tùy theo nhưng có thể tính trung bình khoảng dưới 100 mét. Nhưng có thể tính trung bình khoảng cách 100 mét đổ lại cho đoạn phục kích này là đường xe lửa chạy song song với đường 5. Đội hình cấp cỡ đại đội đặc công 4 dàn quân thành 3 lớp. Phía trong cùng dọc theo đường xe lửa là dàn hỏa lực B40, B41, xen kẽ một số khẩu trung liên RBD và thằng chỉ huy bận nguyên bộ đồ đen cổ quấn khăn rằn đỏ sậm đặc trưng Lính nó toàn mặc đồ đen sành lét Mới tinh Toàn thằng to con như con bò mộng Và đây là một lợi thế thứ nhất của tôi Vì càng to con Càng cản gió Dễ bắn trúng hơn Lớp thứ hai Nằm chính giữa lộ 5 Và đường xe lửa Là dàn súng trung liên BD và AK Lớp thứ ba Áp sát mặt đường Sử dụng toàn AK Theo tôi nghĩ chứ không thấy được vì tôi đụng ngay toàn áp sát mặt đường chặn đầu từ phía đông vào như vậy nó sẽ có toán áp sát mặt đường chặn từ phía tây và toán nằm chính giữa giật mìn vì gai giật mìn chắc là kp 2 nên lúc nó giật một loạt nổ kinh khủng nên không biết đội hình này mìn bao nhiêu trái nhưng thường thì cỡ 10 trái trở lên hôm đó tôi đi chợ về đi dù thôi Bởi vậy mới trung sĩ A trưởng Nằm khoai Không mò lên nổi thượng sĩ Già kịch bờ tường Thì đoạn đường này 3 km với hai đầu Là hai đại đội của trung đoàn 2 Đóng chốt ngay trên mặt đường Là đại đội 1 và đại đội 19 Đại đội 1 Là cái đuôi trong đội hình Tiểu đoàn 1 trung đoàn 2 Trải dài theo cuối lộ 5 Từ cửa khẩu Poipet xuống là 3 km này là khoảng hở giao nhau giữa tiểu đoàn trực thuộc và đội hình nối tiếp của trung đoàn bộ nên vẫn trách nhiệm chi viện hơi chậm làm tôi rất sốt ruột hôm đó trời đã sẩm tối khi về đến đầu phía đông cái hầm cuối cùng của đại đội 19 chốt ngay tại mặt lộ tôi cũng đã nhận một lời cảnh cáo của đại đội 19 mày ở lại đây đi mai theo toán thông đường vào Chứ mày vào bây giờ này thì nguy hiểm lắm Cảm ơn anh Vì tôi cũng không nhớ nổi mặt chàng trai này nữa Lúc đó tôi máu lắm Vì đã có khoảng gần một phần ba chai Lúc chơi ngoài chợ Minit Buổi chiều nên hơi căng Tôi lúc đó thì coi trời bằng vùng Tiến vào đoạn khoảng 3 km Vì nó là đường nhựa Và đi phía ngoài rất trống Nên không sợ mìn Tôi đi rất nhanh, vượt qua khoảng một km, đường bắt đầu tôi dừng lại. một lại dây dày, siết thêm một chút tắt lưng, gài túm ống quần. Đổi thế súng từ mang qua cầm hai tay, chĩa mũi súng xuống án trước bụng và mở khóa súng. Để ngón tay vào cò súng, chuẩn bị bước vào 500 m đoạn nguy hiểm nhất của 3 km này. Khẩu AK tiệp này theo tôi từ thời đóng chốt ở Camelai Mới ba lần đụng địch Trong đó có một lần Ở Tây Nam Mo hơn Giáp mặt bốt Với khoảng cách chỉ một lùm tre 4 mét Mà tôi bắn hụt Một chùm bốt ba thẳng Tại vì lúc đó tôi vừa ngả người Vừa bắn Nên bắn lên đọt tre báo hại Nó phản lại hai trái B40 Tí thì toi mạng Nhưng may là nhờ bụi tre cản hộ Khẩu này bắn rất chính xác Vì mấy lần dí theo con nhím Vừa chạy vừa bắn Mà nó chết luôn Bởi vậy tôi khá tự tin Lòn tay ở phía sau túi ba lô Lấy thêm băng đạn nữa Bỏ vào túi quần Như vậy hai túi quần tôi là hai băng đạn Bắt đầu Đổi tư tế Đi cặp sắt mép lộ Áp sát theo hàng cỏ lau Mọc thành từng bụi Có bụi rất to, cao bằng đầu nó tạo ra gần giống như cái màn trúc che dọc theo hai bên mép đường. Tiến lên từ từ vào đoạn 500 mét này, tôi tập trung rất cao độ vào mắt và tai. Mặt đường năm cao hơn hai bên, có chỗ khoảng gần 1 mét. Có đoạn cách mép đường là một cái rãnh tự nhiên do nước chảy lâu ngày khoét xuống, giống như một cái mương nước chạy dọc theo mép đường. Chính nhờ địa thế này nên đội hình phục kích của con pốt nằm trong cỏ lau, cao, bằng bụng vừa là nằm dưới thấp hơn tôi cả mét nên nó thất tế hơn vẫn nẹp sát các bụi cỏ để tiến lên bỗng trước mặt tôi chắc khoảng 20 mét một con chim gì đó vì lúc này không còn tâm trí đâu mà chú ý nó bay cắt ngang mặt lộ khá thấp và kêu liên tục tiếng kêu không bình thường nụp xuống tôi nép sát vào bụi cỏ, tức thì. Cách tôi chừng 10 mét là cây cột điện xéo xéo ở trước, thì cỏ và dây treo lùm lên. Gần nữa cây cột điện trong hàng cột bỏ hoang, dọc mép nam đường năm Ba thằng bốt xanh lẻ ngóc ra. Thằng thứ nhất đứng hẳn lên, thằng thứ hai thì lom khom, thằng thứ ba ngóc đầu ra. Tôi nhấp cỏ AK liền, mấy loạt không phải là kéo liên thanh. Nấp vào cột điện Tôi thấy cỏ bay lả trả Như lá rộng mùa thu Lẹt tẹt Lửa do đường đạn tôi bắn Trúng cột điện bê tông Không nhớ bắn bao nhiêu viền nữa Một loạt sau là xiết la pan Luôn hết cả băng Vì vừa bắn vừa ngả người Lăn ngược về phía sau Như cái thùng phi lăn xuống dốc vậy Rồi trồm dậy Bay nguyên xuống mép bắc lộ Lộn mấy vòng vì lúc này hàng loạt tiếng mìn nổ trên mặt đường và đồng loạt dàn súng của cả một đại đội Pol Pot khai hỏa hướng ra mặt lộ vì mìn nó đã khai cuộc. Theo nhịp cứ khai hỏa là tất cả các súng bộ binh nó bắn như mưa phủ đầu ra mặt đường. Quá hên, tôi mới giáp mặt một tổ chặn đầu ở hướng đông. Đây là tổ khóa đầu trong đội hình phục kích Pol Pot áp sát mặt đường cũng là tổ cảnh giới của nó Còn chim hét lên Làm tụi nó giật mình ngóc lên Và vì tôi nổ súng khá rát Nên tụi giật mình ở phía chính Nằm trong cỏ Nên không thấy gì Cũng giật mình luôn Và tụi ở phía trong theo nhịp mình nổ Thì nổ súng luôn Và đây là bài của phục kích Nên bọn bốn pốt thuộc lòng Hên nữa Khói bụi mù mịt Một đoạn đường năm vì vừa nổ súng hàng loạt, đạn B-40 ở trong đường, xe lửa bắn ra tới tấp. Một lợi thế, cái rãnh nước cặp mặt lộ thấp hơn mặt đường, cỡ một mét. Tôi lom khom chạy ngược trở lại phía đông, được mấy trăm mét nữa, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tầm truy sát của tụi này. Nhóm post ở trên đường xe lửa và nhóm chính ở đường dây. Rồi cạnh đường 5, vẫn chưa thấy tôi nhưng nó vẫn nhả đạn liên tục ra mặt đường. Họ nó thuộc bài như vậy cơ mà. Nhưng có một số nhóm cặp sát mép nam lộ. Thấy tôi nên nó bám theo sáu thằng rất to con, bận đồ xanh lét, khá mới, hơi bóng nữa. Cả sáu thằng cùng bám theo tôi, vừa chạy vừa bắn, nhưng lại là la pan. Có thằng chúi cả nòng AK xuống, nên đường đạn nẹt, lửa đoạn xạ ở trên mặt đường nhựa và gần như các đường đạn này đều ăn lên hết vì tôi khom người xuống chạy. Thoát ra chắc cỡ 300 mét khỏi vùng khói bụi thì nhóm ở trên đường chạy dọc theo ở phía đông nhìn thấy tôi. Thằng chỉ huy nó bận đồ đen chạy ở phía trước vừa bắn hiệu về hướng tôi và la liên tục. Nó la lớn lắm, tiếng miên nó châm loạn xạ luôn. Bố ai hiểu được nó báo hiệu gì. Bắt đầu là dàn hỏa lực gồm B40 RBD cùng chạy theo tôi. Càng súng RBD nó đong đưa nòng súng, pét lửa hừng lên từng đốm, từng đốm xuất hiện, nhìn rất rõ. Không nghe nó nói, chô chô, mà nó là cái gì đấy? Nó triển khai đội hình hay lắm. Nhóm mà trên đường tàu thì chạy theo gần ngang hàng tụi bắn B40 để uy hiếp đường chạy của tôi. Bọn nó bắn khá chính xác. Vừa chạy, tôi vừa nhìn ngược lại ở phía sau. Cứ chùm chùm. Từng chùm đất đá hất tung lên trời, tạo thành những cái phễu to hất ngược lên. Theo hướng chạy tôi, có cái cách chừng 5 mét thôi. Bà mẹ nó bắn quắn đít. Nó bắn rát rát. Các làn khói ở phía sau trái đạn tạo thành từng vệt như vẽ trên nền trời hơi xám sập tối và có cả làn khói cong cong quẹo quẹo nữa. Nhóm thứ hai ở giữa đường năm và đường tàu không bắn mà chạy cắt mặt tôi ra chặn đầu. Nhóm này không bắn mới hên. Lý do nó không bắn vì bọn nó sợ chúng nhóm sáu thằng kẻ sát mặt đường ở phía nam. Còn tôi ở phía bắc mặt đường nó đã bám rất sát. Rồi cách chỉ một mặt đường năm nó vẫn chạy theo bắn nhưng không trúng vì đường năm nhô lên cả mét rưỡi như cái bờ đê vậy. Đoạn này là tôi mới chơi liều luôn. Lật bài ngựa, một chín nút, hai lên bàn thờ. Vì nếu chạy cặp mé đường ở dưới đất, lồi lõm, cục hòn chạy khó lắm. Không nhanh thì nhóm cắt mặt ra kịp mặt đường là toi ngay. Sáu thằng pốt cặp theo mét lộ nam, bắn dở quá. Đường đạn nó cứ lẹt đẹt xuống mặt đường nhựa, bật lên mà sáu thằng đều chơi la pan Nên AK mà ngược nòng súng Nghe nguy hiểm lắm Tôi mới nhảy lên lộ năm Đứng quan sát Quốc la pan luôn Nhưng tôi lật ngang súng Để đường đạn xòe ngang Chứ không bật lên Vừa chạy vừa ngoái lại Vừa xiết cỏ ép lại Cứ chạy trên lộ mấy mét Tôi lại nhảy xuống mép lộ Lại bật lên mặt lộ Cứ mỗi lần nhảy lên mặt lộ tôi lại xếp cò hết băng thứ hai bật băng móc túi giáp băng cuối cùng bật luôn bắn rất nhanh ép liên tục hay quá cách đánh rất hiệu quả sáu thằng bốt thụt lại phía sau không còn bám sát nữa thì tôi cũng hết đạn bật băng quăng luôn cho nhẹ nhảy lên mặt lộ tăng tốc bao nhiêu đạp lút gió luôn sống chết nó có số cả Sáu thằng bốt lúc này tuột lại ở phía sau Cũng nhảy lên mặt lộ Dí theo nó Quăng súng hết chạy bộ cho nhanh Thì nhóm chạy cắt mặt tôi Sắp ra tới mặt đường Vẫn không bắn Vì sợ chúng sáu thằng bốt ở phía sau Nó dí theo gần sát tôi Cách 3 mét Tôi nghe cả tiếng thở hồng ngọc phía sau Không còn gì để mất Mặt đường nhựa lại bằng phẳng Đạn B40 trong đường tàu Không còn bắn ra nữa cũng sợ chúng sáu thằng pot ở phía sau. Tôi tăng tốc, mệnh lệnh từ bộ chỉ huy tiền phương, dưới cái nón cối bay phất khi nào không biết, xiết một mạch khoảng giữa tôi và sáu thằng pot mới ra từ từ. Với trái B40 từ đại đội 19 bắn chi viện muộn màng, ra ép tụi pot phải quay lại vì chạy cũng gần tới đại đội 19 rồi. Một cái vỗ vai tôi của lính nào đó Mày chơi trận này khá quá Tuy đây chỉ là một trận phục kích Của địch ở trên đường năm Nhưng có rất nhiều kịch tính Và như một đồng đội Ở trung đoàn 4, sư đoàn 5 bình luận Cứu một bàn tua trông thấy Rút kinh nghiệm trung đoàn 2 Về sau không bị tổn thất Trên mặt lộ này Vậy mà không có một lời khen Còn bị ém lon trung sĩ A trưởng 2 năm Đến khi về cũng sĩ chung. Hôm đó vào với tôi có thêm hai lính nữa, chứ không phải vào, vào mình tôi. Thì có ba đoạn nhấn tạo nên kịch tính như sau. Thứ nhất, khi vào gần đến đại đội 19, vì sĩ diện rồi và có tí rượu nên bọn tôi không nghe lời khuyên và quyết định vào lúc đó vì lúc đó là xế chiều rất nguy hiểm. Nhưng khi bắt đầu vào trường 100 m của đoạn dài 3 km này, tôi mới thấy sai lầm, vì tôi đi đầu và vừa đi, tôi vừa tính toán cách sửa sai cho chắc ăn. Có 3 phương án, phương án thứ nhất không có địch, phương án thứ hai có địch và phương án thứ ba là địch cho qua vì thấy ít quá, chờ mối sau đông hơn. Nhưng phương án 2 và phương án 3 dễ lên mặt thờ, nên suy nghĩ một lát, tôi sẽ theo phương án thứ tư là khi vào đoạn hơn 100 mét nguy hiểm nhất của ba cây số. Tôi sẽ chạy vòng phía đối diện vì khu này rất trống, vòng sâu vào khoảng 100 mét để thoát khỏi tầm cống chế nếu có địch phục kích. Và sau khi chạy đánh vòng qua đoạn nguy hiểm, tôi sẽ lên lại đường, đi tiếp là ổn. Chúng tôi đi cách nhau rất xa, có thể cỡ 100 mét mỗi người, và hai lính đi sau tôi. Một người chỉ đem theo một khẩu súng với 30 viên đạn. Người còn lại không có súng, tức là chỉ có mình tôi có súng với 90 viên đạn. Tương đối, nếu đụng trận với súng đạn như vậy là không đủ. Thứ hai, khi vào gần tới đoạn 100m, nguy hiểm nhất, tôi cố tình ngừng lại buộc dây giày, mở khóa súng, siết lại dây nịt và túm ống quần lại là để chuẩn bị nhảy xuống lề đường chạy vào đó. Tôi đi đầu khá xa ở phía trước Nếu tôi chạy Thì hai ông đi sau Buộc phải chạy theo Hay phải chạy ngược trở lại Vì vào gần khu 100 mét Nguy hiểm này Tôi mới nghĩ ra phương án Chạy vòng Nên không có thời gian để hội ý với hai ông phía sau Hết thời gian hội ý Vì vào tới đây khá căng Nên chẳng tính toán gì thêm nữa Chỉ có thể ra hiệu Rồi đọt thôi Nhưng vì khoảng cách quá xa chưa chắc ông đi sau tôi Thấy được cái phất tay ra dấu chạy vòng Nhưng khi ngồi hụp xuống Để nhắm hướng chạy Tức là sau khi con chim kêu Thì lại ngồi sát mép đường Và cách cây cột điện chỉ khoảng 10 mét Ở chỗ này Có toán tiền tiêu ba thằng bốt núp ở đây Của đội hình phục kích Phía trong một chút nữa Chính tiếng kêu không bình thường Của con chim Tôi nghe ba thằng bốt này cũng nghe nên nó ló ra khỏi cái lùm bọc cây cột điện tôi may mắn hơn là đã ngồi sụp xuống một bụi lau to ở mép đường trước khi ló ra và tôi bắn trước một nhịp thằng thứ nhất ló ra đứng hẳn lên thằng thứ hai thì lom khom thằng thứ ba mới lú đầu ra thì tôi thấy rõ thằng thứ nhất ăn nguyên một loạt đầu đạn ăn lên nên hất tung nó ra phía sau thằng thứ hai đang lom khom nên ăn tiếp là thứ hai, cắm đầu về phía trước. Còn thằng thứ ba không thấy rõ vì loạt đạn làm cỏ bay tứ tung và nẹt lửa cây cột điện. thì tôi nổ súng trước, khoảng hơn nửa băng đạn phía trên đội hình, giật mình. bọn pốt đâu thấy gì chỉ nghe tiếng súng nổ giật mình nên giật mình nổ luôn. Thứ ba là thằng chỉ huy bận đổ đen ở phía trong đường tàu nữa. nhìn thấy tôi từ đầu nên khi tôi bắn vào cột điện, nó biết lính nó trúng đạn nên điên tiết bắn hiệu lệnh Chuyển phương án là vây bắt sống tôi nên nó bắn hiệu liên tục và la rất lớn chạy sòng sọc, sọc chứ không phải là la chô chô tức là lính xung phong lên bởi vậy khi nó la vậy tôi đã phần nào đoán ra nó đổi phương án vây bắt nên tôi tranh thủ vọt trước Chính vì nó chuyển phương án vây bắt Nên nó chia hai nhóm Tạo gọng kìm kẹp tôi lại Nó vừa chạy vừa bắn tôi Tôi cũng vừa chạy vừa lãng lách Để nó không đoán ra được bước chạy của tôi Nên nó bắn khá nhiều mà không trúng Với đại lộ 5 Đoạn này nhô lên Có chỗ khoảng một mét rưỡi Và hai bên trũng xuống Nên nó gần giống cái bờ đê cạn nếu chạy cặp mép đường, khom người xuống Thì đạn muốn bắn trúng đâu dễ Phân tích tới đây Để thấy tôi có may mắn Nhưng tôi cũng có tính toán Chứ tôi không anh hùng rơm Lủi đầu vào chỗ chết Chiến trường giữa làn đạn Là may rủi Nhưng nếu có một tí nhạy bén Phán đoán chính xác tình hình Thì cơ hội sống sót cao hơn Trận này là trận đầu tiên Bị phục kích khi trung đoàn 2 lật cánh qua phía bắc cao Mê Lai và cửa khẩu Poi Pet. Hỡi lính mời các bạn tiếp tục đón nghe hồi ký của bác Nguyễn Văn Dũng, cựu chiến binh trung đoàn 726, sư đoàn 309, sau là đoàn 7704, mặt trận 479. Từ cuối năm 1979, đầu năm 1980, trung đoàn 726 tách ra từ sư đoàn 309 để thành lập đoàn 7704, bắt tàm bằng. Trung đoàn 726 đã thành lập một tiểu đoàn 4B để tăng cường cho Trung đoàn 250. Và từ đó, 4B là của Trung đoàn 250, Sư đoàn 309 và Trung đoàn 726 là của 7704. Và bên cạnh của Trung đoàn 726 còn có Trung đoàn 160 của quân khu 7 tăng cường cho 7704. Rất lâu, thỉnh thoảng rồi chợt nhớ đến bạn bè của một thời đã xa. Ở từng thời điểm, rồi cảm thấy mình trống vắng Vui buồn lẫn lộn Có những khi mình tự hỏi Mình đã xứng đáng chưa Và mình tự trả lời Mình chưa xứng đáng Mình đã quên đi Và quên đi rất nhiều Những việc cần phải làm nhưng chưa làm được Mình đã tự hỏi tại sao Nhưng không thể tự trả lời được Nhưng có lẽ do tính ích kỷ Mình không dám bỏ ra một chút thời gian Để đến thăm đồng đội Những đồng đội đã ngã xuống cùng chiến đấu với mình, cùng giao thông hào và cùng nắm cơn vắt, độn những hạt bo bo. Mình còn sống để trở về, những hạt gạo trên sàng và rất tự hào. Những người lính quân tình nguyện Việt Nam. Ngày ấy, 31 tháng 5 năm 1978, vào một buổi sáng, ở sân vận động huyện Khánh Ninh, tỉnh Phú Khánh, một cảnh huyên náo tấp nập, lễ tiễn đưa những tân binh nhập ngũ lên đường thi hành nhiệm vụ trong đó có tôi, một số bạn bè cùng thôn cùng xã và cũng có một số bạn học cùng trường phổ thông cấp bà Nguyễn Trãi, Ninh Hòa. Cùng bước lên trên những chiếc xe ca rồi lăn bánh hướng ra phía bắc. Xe cứ lăn, tôi thì cứ ngủ gà ngủ gật ở trên xe vì mấy đêm liền không ngủ được. Cho đến trưa, xe dừng lại trên dốc đèo Cù Mông cuối địa phận tỉnh Phú Khánh và bước vào địa phận của tỉnh Nghĩa Bình đến Quy Nhơn, rồi ra Diêu Trì, một địa danh mà những người lính năm xưa của những năm 1976, 77, 78 không thể nào quên. Khi còn huấn luyện ở An Sơn, Nghĩa Bình, đoàn 860 quân khu 5, đoàn xe tiếp tục lăn bánh đến một căn cứ của sư đoàn 22 bộ binh của Mỹ Ngụy cũ. Nơi đây là đoàn huấn luyện 860 An Sơn Nghĩa Bình, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 10 cây số, trên trục đường 19 nối liền Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Những ngày đầu huấn luyện ở nơi đây, đây có rất nhiều kỷ niệm của một người lính, An Sơn Nghĩa Bình, tôi không thể nào quên. Từ lúc bỡ ngỡ cầm súng AK, mặc những bộ quần áo rộng thùng tình, cho đến nai nịt đủ thứ ở trên người, rồi cũng quen dần những buổi tập quân sự ngoài trời nắng, đen sạm người, như những chú lính trì, áo quần lấm lem bụt đất mồ hôi nhảy nhụa, lúc nào cũng đội hình như duyệt binh. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Đó là câu khẩu hiệu muôn thuở và luôn luôn đúng. Lúc nào cũng mệt nhoài sau những buổi tập, ngày nào yếu sức thì bỏ cơm luôn. Buổi sáng, những chiếc bánh xe lịch sử nhài muốn gãy cả răng. Nó ra như kẹo cao su, nhưng vẫn cố nuốt để cho yên cái bụng cho buổi tập vào buổi sáng. Có những đồng đội ăn không nổi sau những buổi tập té xỉu tại thao trường. Ở đại đội 27, tiêu đoàn 7, đoàn 860 của tôi, có một anh biết làm bánh bao, vì trước đây làm ở lò bánh mì, đề nghị thủ trưởng tiểu đoàn cho làm thử bánh bao, và thành công. Từ đó, cả tiểu đoàn huấn luyện chúng tôi được ăn bánh bao thay thế những chiếc bánh lịch sử và thừa thải no nê, không còn lo đói nữa. Rồi trận bão ập đến của những ngày đầu mùa mưa, đoàn 860 kinh hoàng, tôn bay vèo vèo cắm trên những cây bạch đàn như một trận chiến vừa xảy ra ở nơi đây. Chúng tôi ẩn nấp dưới những công sự bằng xi măng ở ngoài trời, mưa ướt sũng người, lạnh cóng. Rồi bão cũng qua đi, mỗi người một tay dựng lại ngôi nhà từ những cây bạch đàn và mỗi bê một căn nhà. Và đến tận bây giờ, mỗi đứa một nơi và lúc đó đâu có ảnh đâu mà làm kỷ niệm. Không có biết bao nhiêu đứa đã hy sinh và chỉ có một vài đứa còn liên lạc được với nhau. Chúng tôi hoàn thành khóa học quân sự tại An Sơn Nghĩa Bình. Ngay rời khỏi quân trường, có một số đồng đội được rút ở lại bổ sung cho lính ngành, còn lại được điều sang cho tiểu đoàn 6 và nơi đây là nơi tập trung quân của tiểu đoàn trưởng. Và bắt đầu lên đoàn xe Chuyển chúng tôi theo đường quốc lộ 19 lên địa phận Đức Cơ, biên giới Việt Nam Campuchia, thuộc tỉnh Gia Lai, Con Tum. Toàn bộ quân tập trung nơi đây gồm các quân trường, đoàn 859, đoàn 860, 861, 862. Toàn bộ các tân binh được xáo trộn và đọc tên từng người bổ sung cho các đơn vị. Trung đoàn 726 được bổ sung đầu tiên vì trung đoàn này là đơn vị làm kinh tế ở Thuận Hải. Chỉ toàn là cán bộ khung. Chúng tôi được bổ sung cho trung đoàn này nhiều nhất gần hết hai đoàn huấn luyện 859 và 860. Tiếp đó, bổ sung quân cho 3195, 96, 812, 2936 và 143. Các đơn vị nhận quân và bắt đầu huấn luyện một số thao tác cơ bản của các loại súng, nhất là các loại hỏa lực dùng cho bộ binh như B40, B41 EKZ và các loại cối 61, 62, M30, Đại Liên M60, 12 ly 7, M79, súng phóng liệu M72, rồi các loại mìn DH10, DH20, 30. Khóa huấn luyện nhanh này diễn ra trong khoảng 10 ngày. Trong những ngày này, có một số đồng đội đã đảo ngũ và sau đó bị bắt rồi bổ sung quân cho trung đoàn 812. Trong giai đoạn này, các trung đoàn đều độc lập chỉ riêng trung đoàn 31 là của sư 2, trung đoàn 726 bổ sung cho tỉnh đội 2, Gia Lai Còn Tùm, và trung đoàn 143 là tỉnh đội 1. Đơn vị chúng tôi bắt đầu hành quân vượt qua đồn biên phòng 23 Đức Cơ, xâm nhập vào Campuchia, thuộc quân khu Đông Bắc, tỉnh Rana Takiri. Thời gian này khoảng ngày 5 tháng 10 năm 1978. Trung đoàn bộ đóng quân dưới chân cao điểm 32. Tiểu đoàn 1 chúng tôi lên chốt ở cao điểm 165 do trung đoàn 31 vừa chiếm được của bọn bốt. Đại đội 1 đảm nhiệm giữ chốt. Đại đội 3 đảm nhiệm ở dưới chân chốt 165. Đại đội 2 đảm nhiệm chốt ở bến sông Tông Lê Sáp, nơi địch thường qua lại tiếp tế cho bọn bốt bên này sông. Đại đội 4 và tiểu đoàn bộ nằm ở đoạn giữa chốt 165 và đại đội hai, Còn đại đội hai, 3 và 4 đóng quân ở đâu? Lúc đó tôi hoàn toàn không biết. Ngày đầu tiên, Bốt chào chúng tôi bằng một trận rất hoành tráng. Đưa về tuyến rau, trong đó có cả thương tử. Cũng lúc này là mùa mưa, ở vùng đất Tây Nguyên lạnh vô kể. Nhưng lính chúng ta chỉ có cái áo chấn thủ thì chẳng ăn nhầm gì. Vừa ướt vừa lạnh, mà nằm dưới rừng già chịu không nổi. Và cùng lúc đó, tôi nghe có tin tiểu đoàn 2 cũng bị dụng rất nhiều vì do chủ quan để bị địch tập kích. Khoảng một tháng sau, chúng tôi nghe tin trung đoàn 29 bị xóa sổ, bốt cắt đường rút của chúng ta ở ngầm, không thể về được và không có lương thực tiếp tế. Thường binh tử sĩ lù khụ ở điểm cao 312 bốc mùi không chịu được. Trung đoàn 812 thế chân cho trung đoàn 95 để trung đoàn 95 và trung đoàn 31 quay về giải tỏa bon Pol chặn ở phía sau. Lúc đó đại đội 2 chúng tôi có lệnh rút quân để tham chiến cùng các đơn vị giải phóng giải tỏa đường rút về Việt Nam. Rồi lệnh giải phóng giải tỏa. Quân ta đã làm xong khu vực ngầm và hàng hóa được thông thương. Tất nhiên, chúng ta phải mất một trung đoàn để giữ tuyến đường, đảm bảo lưu thông. Đầu tháng 12 năm 1978, Đại đội 2 tiểu đoàn 1 cử một tiểu đội đi cùng trinh sát trung đoàn điều nghiên quanh khu vực dưới chân đồi Hoa Thị 165 Bãi Đá. Trong đó có tôi. Trên vai tôi mang khẩu B41. Thật là vất vả vì đường đi toàn mìn. Chỉ khoảng một cây số trinh sát gỡ tới 40 trái đủ loại rồi rút về chốt nghỉ. Qua ngày sau tôi không đi. Các đồng chí khác đi thay tôi nên cử tôi đi cải thiện cho đại đội trinh sát trung đoàn có đồng hương phú khánh với tôi tên là đặng kim sơn quê ở diên điển diên khánh lên cùng ở hầm tôi hôm ấy vội quá hai thằng lấy nhầm mũ cối của nhau đội chiều đó trinh sát trung đoàn điều nghiên tiếp sơn mang mìn nổ và hy sinh tại chỗ không nhận ra hình dạng chỉ còn cái mũ cối của tôi và bị thương hai đồng chí trinh sát và một của đại đội hai vì tôi có ghi tên ở trên mũ. Các đồng đội lượm được mũ báo cáo về và báo cáo rằng tôi đã hy sinh. Đại đội chạy từng hầm để kiểm tra và la ó tủm lum. Ai cử thằng Dũng B4 đi điều nghiên? Vì đại đội 2 có đến 4 thằng Dũng. Dũng B1, B2, B4 và Dũng nuôi quân. Một lúc sau, tôi cùng ba đồng đội mò về. Trên lưng những trái bí ngô bị trúng đạn. Đại đội quát tôi. Ai cử đồng chí đi, Tôi không biết ất giáp gì Tôi cãi lại Cứ hồi chơi liên lạc Đại đội bảo B4 Hôm nay đi cải thiện Như vậy cứ luồn phiền đi chứ sao Không đi lấy gì mà ăn Bực rồi tôi chẳng thiết nghe gì nữa Chứ tàng chết là thằng nào Mà mũ có tên đồng chí Tôi mới giật mình Vội lội dưới giao thông hào Chạy lên hầm thì mới biết Là thằng Sơn chính sát trung đoàn đã hy sinh Tôi hỏi nó chết ở đâu? Đồng đội chỉ cách đây khoảng 200 mét Lấy xác ra chưa? Đại đội 21 xuống gỡ mìn và đã đem đi rồi. Đang ở trên đường đi. Tôi xin đại đội cho tiễn nó một khúc đường. Đại đội không cho vì mìn rất nhiều nên không cho đi. Tôi ngồi lặng người, chào vĩnh biệt người đồng đội của tôi. Người đồng hương mới ngủ chung hầm một đêm mà hôm nay nó đã không còn nữa. Sau những lần đi điều nghiên của trinh sát mà trung đoàn tăng cường cho tiểu đoàn 1 ngày 9 tháng 12 năm 1978 tôi cùng nhóm trinh sát tiếp tục đi bám địch Lần này có 8 người chúng tôi bám gần khu vực đồi hoa thị và phát hiện có địch Nhóm chúng tôi bám lên xem địch có gần khu vực của chúng tôi không nhưng không thấy và chỉ biết địch đang di chuyển Hôm đó trời mưa nhỏ và rất lạnh Khoảng 1 giờ chiều chúng tôi rút về đang di chuyển gần tới đơn vị, còn khoảng 3 cây số. Trái mìn PK2 phát nổ. Tôi là người đi hàng thứ năm, sao lại mang nó? Mà bốn người đi trước lại không phát hiện, vì khoảng cách đội hình rất thưa, nên chỉ một mình tôi bị thương ngay ở phần mặt và cổ. Cũng may, nhờ trời mưa, đất ướt, trái mìn bị xéo đi. Khi nó nổ, nó phóng rất xa, nên chỉ bị sơ sơ, không nặng lắm. Tôi được chuyển về ngay đội phẫu ở cao điểm 32 điều trị. Khoảng gần 10 ngày, vết thương lạch miệng. Tôi được lệnh điều về lại tiểu đoàn. Lúc đó là ngày 20 tháng 12 năm 1978. Tôi theo đội hình của trung đội vận tải, tải gạo lên đại đội 2. Đến nơi gần 1 giờ trưa. Đến nơi gần 1 giờ trưa rồi, trung đội vận tải về. Đồng đội tôi rất mừng vì lúc này rất thiếu quân. Có thêm một thằng đỡ một thằng các vọng gác đỡ cực nhọc hơn. Trong thời gian này, đơn vị chúng tôi hao quân chủ yếu là do mìn, còn đạn thẳng thì không có bao nhiêu. Tôi còn được nhớ có lần giải vây cho đại đội 3 dưới chốt cao điểm 165 mà C1 đóng. C3 bị bao vây và bị tập kích, hy sinh 9 đồng đội ngay ở rừng le chỗ bãi đá. Địch gài dưới xác đồng đội những quả liều đạn làm cho đồng đội mình chết đến hai lần. Chúng tôi rất cẩn thận, dùng dây võng, cột chân kéo ra từ từ, thì lưu đạn nổ, thậm chí có xác dưới là mìn hai ngày mới lấy xong xác các đồng đội ra khỏi bãi đá. Có lần cứ chiều đến là chúng tôi đi cài mìn Claymore, cách hầm khoảng 50 mét, sáng ra ra gỡ mìn, thì thấy trái mìn quay vào lại hướng chúng tôi. Tôi tưởng mình bị cài nhầm Nhưng các vọng khác khác cũng bị y hệt như vậy Vì địch sợ phía trong Trái Claymore Còn có MK58 Và các loại mìn khác Nên chúng không dám bò vào Và hơn nữa Chúng ta có hầm Mà địch thì ở trên mặt đất Nên chúng sợ tổn thất Không dám đánh Chứng tỏ địch cũng không thua gì chúng ta Chúng cũng rất ngoan cường Bám chúng ta từng ly từng tí một Vì lúc nào Chúng tôi cũng ở dưới giao thông hào Lúc này thường là mùa mưa Nên giao thông hào thường đầy nước Phải kê các khúc cây trên mặt nước để ngủ Và để súng đạn Lúc đó không biết sao Đạn đâu mà nhiều quá trời Liệu đạn US-67 Riêng tôi có tới một thùng 24 trái Trong đó có một trái chấm đỏ để gài Và một trái chấm xanh 3 giây còn lại là 7 giây Đêm ngày 20 tháng 12 năm 1978, toàn đại đội chuẩn bị xuất kích theo đội hình tiểu đoàn. Tất cả các vật dụng đã chuẩn bị xong và mang theo những thứ cần thiết, nhất là vũ khí, đạn dược, phải đầy đủ cơ số. Trên lưng là 7kg gạo, áo quần, tăng võng đi mưa, sẹn và 10 trái B41. Tổng trọng lượng luôn các cây súng B41, ước khoảng tròn 40 cân. Khó mạng nhất là đạn B41 nó quá dài Tháo liều phóng ra Thì sợ rớt Mà gánh vào thì vướng lung tung Đi thử thấy không ổn Tôi lấy cái ruột tượng Tôi tháo liều phóng bỏ ra Cho vào ruột tượng cho khỏi rớt Chỉ một trái trên nòng Và một liều phóng cầm ở tay Khoảng 4 giờ 30 phút chiều Đơn vị di chuyển Rời vị trí chốt Và đến chỗ tập kết Trên đường đi Tôi thấy lối này quen lắm thì ra là nơi tôi mang phải mìn, mà trước đây đơn vị điều nghiên rất kỹ để mở đường xuất kích. Đơn vị chúng tôi đến nơi trước và nằm im dưới lòng suối cạn. Nói đúng hơn, đó là cái khe thoát nước. Chúng tôi đến nơi khoảng 8-9 giờ đêm và nằm chờ các đội hình tập kết. Lúc đó, tôi nghe các đồng chí nói với nhau là chuẩn bị tấn công. Lúc đó, tôi không hình dung nổi thế nào mà tấn công. Tối tui tối thít dơ bàn tay còn không nhìn thấy gì hết mà đánh đấm sau đây. Nằm trong rừng cây sao mà bắn được. Đây là nhược điểm của toàn trung đoàn, vì trung đoàn trang bị toàn hỏa lực. Một trung đội có 4 cây B, một cây M79, một M60 và 3 AK, nhưng mỗi cây AK phải mang thêm hai cây M72. Nói chung, một trung đội có 9 thằng thì chết 9 hỏa lực. Tối hôm đó Tiểu đoàn 2 làm lộ mục tiêu. Đang di chuyển thì bọn Pốt phát hiện. Pốt hạ tầm 12 ly 7, quét một đường. Tiểu đoàn 2 hy sinh rất nhiều. Đã đội vận tải và công binh chuyển tử sĩ và thương binh ra tuyến sau. Lúc đó là gần 3 giờ sáng, đạn nổ tứ phía. Nhìn lên bầu trời chằng chịt như pháo bông. Bây giờ toàn là vĩnh vạch đạn ngang dọc. cả tiểu đoàn chúng tôi không nổ súng được. Đành phải chịu trận. Pháo của ta và địch dội trên đầu mà không biết đâu mà lường được mùi thuốc súng bắt đầu lan tỏa khét dần dần chúng tôi hằng tiết và không còn hồi hộp nữa anh buôn trong đội trưởng bảo chúng tôi theo sát anh cứ bò dần bò dần theo đội hình đi thì gặp một con suối nước chảy ngập đến cổ không biết cách nào qua đội hình truyền ra sau hỏi xe vận tải có mang cưa theo không rất may là đội vận tải có mang theo và anh em vận tải mang cưa lên hạ cây để làm cầu qua suối. Nhờ tiếng súng nổ nên địch không phát hiện chúng tôi làm cầu và pôn pốt chỉ bắn bâng quơ vài loạt 12 ly 7. Gần sáng, anh buồn nhắc tôi gắn điều phóng vào. Khi tôi vừa gắn xong thì có lệnh tấn công. Toàn đội hình nhô người lên, vượt suối băng qua các cây cầu. Có đứa còn rớt xuống suối, mạnh ai nấy chạy cho qua cây cầu và nằm sạp xuống địch phát hiện dập chúng tôi hàng loạt 12 ly 7 và các loại súng khác. Đồng đội tôi bây giờ mới có vài đứa hy sinh và bị thương. Chúng tôi cứ tiếp tục vượt lên và dàn hàng ngang tấn công lên trên đồi. Rồi tôi được lệnh nổ súng B41. Đầu tiên bay ra khỏi nòng. Ung, oanh! Cây 12 ly 7 bay lên. Anh buồn động viên tôi. Bắn giỏi lắm. Và cứ như thế tiếp. Hai trái, ba trái, thì cặp nách bắn và xung phong chiếm đồi hoa thị. Đến sau, chúng tôi là lực lượng vận tải công binh. Theo sau, vì tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn chủ công. Lúc đó khoảng 11 giờ trưa và không ai có một giọt nước uống. Khát quá, chúng tôi không biết làm sao nên đành tiểu ra để uống cho đỡ khát. Khi toàn tuyến chiếm lĩnh trận địa, lúc bấy giờ đầu tiên chúng tôi là tìm nước uống sau khi chiếm đoạt hoa thị đơn vị tiếp tục hành quân dọc theo dòng tông liên sáp khoảng hai cây số rồi rút về chốt 165 nơi đại đội một chốt khi lên đến chốt chúng tôi mới giật mình toàn bộ cây cối không nơi đâu và không thấy dấu đạn cành cây bằng ngón tay út cũng trúng đạn không biết đại đội một giống như thế nào dưới làn đạn này dày xéo như thế này trên những cây to còn thấy những trái B41 ghim vào thân cây. Không biết vì sao nó không nổ. Đơn vị dừng chân có một ngày, rồi tiếp tục mở tuyến tấn công về hướng XA. Lúc này hướng chủ công là hướng của tiểu đoàn 2. Toàn bộ mũi trinh sát dồn về tiểu đoàn 2. Còn tiểu đoàn 1 bọc cánh phải dọc theo dòng sông Tông Lê Sáp. Băng qua cánh rừng trồi, tiểu đoàn 1 và chúng tôi gặp một bãi mìn lớn khi qua đoạn sình lầy đã cản trở bước hành quân của chúng tôi. Đại đoàn, đoàn bộ xin trung đoàn chi viện cho ba trái DH-30 để giải phóng bãi mìn. Trung đoàn đồng ý và giải tỏa bãi mìn vừa xong, thì chúng tôi bị bất ngờ, một bốt tấn công. Quá bất ngờ, nhưng đơn vị ổn định nhanh, nằm tại chỗ chiến đấu. Những tiếng đạn rít ngang đầu nghe rất khủng khiếp. Chứng tỏ địch rất gần chúng ta. Chúng tôi bỏ lên theo hướng mà trái mìn DH-30 vừa mới dọn đường. Phát hiện đây là một căn cứ của địch, nhưng là tuyến sau của bọn Pol Pot, nên lực lượng chúng rất mỏng và súng đạn chỉ tầm thường. Tiểu đoàn 1 bao vây địch rất nhanh và phản công hàng loạt. B-41, B-40 nổ ung oanh, rồi đồng thanh hồ sùng vòng Lúc bấy giờ, chỉ còn nghe thấy tiếng ủng oanh và tiếng lạch tạch, giải rác, rồi nhỏ dần. Tiếng đạn dịu dần rồi ngưng hẳn. Tiểu đoàn 1 đã chiếm lĩnh trận địa. Cùng lúc này, có một đội hình thanh niên sung phong ở Nghệ An hay Thái Bình gì đó. Vì lúc đó chưa phân biệt được giọng nói ở miền Bắc, hình như cả một đại đội dân công hỏa tuyến thanh niên sung phong đưa thương binh và tử sĩ ra tuyến sau và tiếp viện đạn dược cho chúng tôi. Tiểu đoàn 1, đội hình cũng ít dần vì thương binh rất nhiều. Bàn giao lại trận địa cho trung đoàn rồi tiếp tục hành quân. Đơn vị chúng tôi đi mãi một ngày không gặp một bóng địch nào, nhưng gặp một cánh rừng lộ ô. Chúng tôi vào cánh rừng này dừng quân, chờ lệnh của cấp trên. Tiểu đoàn 1 được lệnh dừng đội hình để chờ các tiểu đoàn khác tiến lên. Khi thấy các tiểu đoàn khác đi ngang, thì chúng tôi phát hiện địch ở rất gần, là ở cuối cánh rừng lộ ô. Tiếp tục bám, nhưng không đánh được vì toàn cây lộ ô chẳng chịt mà B40, B41 thì không nổ được vì chủ lực toàn là B, nên rất khó đánh và bắn. Buộc lòng, chúng tôi phải bò vòng tròn ra phía sau, ở ngoài khoảng trống mới đánh được địch. Bọn địch cứ nghĩ chúng tôi còn ở trong rừng lộ ô, nên chúng rất chủ quan. Chúng tôi đánh úp một trận ra trò. Địch phản ứng không kịp, phải bỏ trận địa. Trận này địch thiệt hại rất nặng, trụm gần hết, rồi đội hình tiếp tục vượt lên, ngang hàng với các tiểu đoàn khác. Hình như lúc này các trung đoàn toàn tuyến quân khu Đông Bắc hình thành một hành ngang truy quét vừa đánh vừa đẩy lùi địch về hướng sông Tổng Lấy Sáp. Tiếng xe tăng gầm rú, có cả tiếng máy bay thả bom dọc tuyến đường 19. Các cụm khói bốc cao, chúng tôi thấy rõ ràng. Khi thế mỗi lúc một hàng hái, địch co cụm về hướng Lâm Phát, tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 chúng tôi đảm nhiệm dọc bên bờ sông Tông Lê Sáp, nên toàn tuyến tăng cường và ưu ái cho tiểu đoàn 1 rất nhiều. Rồi đến ngày 1 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được lệnh dừng quân ăn Tết Dương Lịch, được một ít bánh ngọt, mứt và dừa. Nói chung là một bữa thịnh soạn cho một ngày Tết Dương Lịch. Rồi chúng tôi dừng chân ở ngoài bìa của một phung, tôi không biết tên đại đội 2 nằm gần đám quai mì thật trúng mánh nhưng liên lạc tiểu đoàn xuống truyền đoạt chín điều quy định thẻ muốn chết mà chín điều quy định khắc nghiệt đi kèm thì xem như không có quai mì gì hết tối đến chúng tôi dùng xẻng ra đào khoét ở dưới đất lấy củ không lấy cây mỗi cây chỉ lấy một củ rồi nắp đất lại nếu có ai vào đám mì thì không thể phát hiện được chúng tôi đào mì nhưng đại đội thì phát hiện ngay vì mùi khoai mì chín thì nó sông lên thơm ngắt. Và chúng tôi đã chuẩn bị điều đó xảy ra nên đào một cái hố nhỏ và lót sẵn tấm ni lông đi mưa. Khi bị phát hiện thì úp xong mì xuống để lót ba ni lông lên. Rồi vị khách không mời mà tới. Buộc chúng tôi phải đổ úp xuống lỗ nhờ nước luộc ở trong xoang đã sôi. Vì đó khi úp xuống đất lấp kỹ nên đã chín hết. Khi đại đội kiểm tra xong, chúng tôi chưa vội ăn, phải chờ tới khuya mới ăn. Khoảng lúc đó là một giờ đêm. Lần đầu tiên khi đặt chân lên đất Campuchia mới có một bữa ngon ra trò và thật no nê. Đơn giản, rất bình thường, nhưng nó ngon không thể tả được. Sau khi ở Popailin và giải phóng xong khu vực này, tiểu đoàn 1 về đóng quân ở Tà Xanh, còn tiểu đoàn 2 đóng quân ở Samlot Tiểu đoàn 2 trúng mánh ở khu vực này vì toàn là sầu riêng, nhưng là cứ lớn của Pol Pot nên tiểu đoàn 2 thường bị tập kích. Có một lần vào năm 1979, tiểu đoàn 1 tăng cường cho tiểu đoàn 2 đánh theo cấp tiểu đoàn thiếu. Tiểu đoàn 1 hành quân lên sầm lốt. Thì lúc đó, tiểu đoàn 2 trung đoàn 812 cũng tăng viện giải vây cho tiểu đoàn 2 trung đoàn 726. Xem một chút nữa thì tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 choảng nhau với tiểu đoàn 2 trung đoàn 812 rồi. Vì tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 đang đi dưới lòng suối, còn tiểu đoàn 2 trung đoàn 812 đi ở trên cao ở trong rừng. May là đại kỹ thuật báo cáo có tiểu đoàn 2 trung đoàn 812 tăng viện, chứ không quân ta đã chiến thắng quân mình rồi. Khi gặp nhau và ngày hôm sau giải tỏa cho tiểu đoàn 2 trung đoàn 726 và tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 tiếp tục truy quét gần biên giới Thái Lan và tiểu đoàn 1 hy sinh hai đồng chí quê ở Ninh Hòa và chính trị viên đại đội. Hai thương binh, xạ thủ 12 ly 7 của đại đội 4 tiểu đoàn 1. Trong đợt truy quét hướng biển Hồ, đại đội 21 có 9 đồng chí trinh sát trung đoàn điều nghiên vào phung của Pol pốt Cứ tưởng là phung này hoàn toàn đã giải phóng. Không ngờ dân Pot cho ăn thịt bò xào với lá cần sa. Ăn rất ngon nhưng khi ăn xong thì lượng cần sa vào cơ thể quá nhiều gây phê và lăn đùng ra. Dân Pốt đem ra ruộng lấy rơm trải dày bỏ chín đồng chí trinh sát của đại đội 21 thùi cháy đen như chuột. Đài kỹ thuật phát hiện và thông báo là đúng là lính mình. Trung đoàn điều tiểu đoàn 1 vào. Lần đó tôi dẫn đội hình vào lấy xác chín đồng chí và tiểu đoàn trưởng thành thẹo ra lệnh cho ba sạch Thế là cả cái phung đó không còn trên bản đồ nữa. Và sau này, Pot la làng lên Liên Hợp Quốc là chúng ta tàn sát nhân dân. Khi vài tháng sau, đoàn Liên Hợp Quốc tới, thì chỉ biết đây là khu vực không người, không có dấu hiệu người ở, nên không kết tội được chúng ta. Trong chín đồng chí đó, có một đồng hương của mình tên là Nhơn, gần nhà thân của đại đội 2 và hương của đại đội 1. Tôi còn nhớ chỗ đồng đội mình hy sinh ngay gần con sông nhưng rất cao, từ trên bờ đến mặt nước khoảng 5 mét, bề ngang sông rộng khoảng 100 mét. Toàn bộ tàu bè còn sót lại, chúng chưa kịp di chuyển. Đại đội 1 đốt sạch. Còn nhà thì không còn dấu vết, là vì nhà sàn nào cũng có dầu rái đựng trong ống lồ ô, đựng ngay ở góc nhà. Khi đốt cháy, dầu nóng chảy ra thấm xuống các cột nhà ở sâu dưới đất, nên vụ này tiểu đoàn 1 làm gọn sau đợt truy quét khu vực biển hồ xong Khoảng một tháng Hình như là tiểu đoàn 1 Đi hết một phần hai vòng tròn của biển hồ Đúng là nơi chủ phú Có một không hai Và chưa bao giờ trong đời mình lại gặp Khi đến khu vực Precha Nơi đây ở dưới sông toàn là cá Như mình nuôi trong ao vậy Cá đặc sệt Chèo ghe ra một chút Lấy nón cối múc dưới sông Đã có cá ăn rồi Sau khi giải phóng quân khu Đông Bắc và tỉnh Rana Takiri, toàn trung đoàn 726 được lệnh rút về nước nằm tại sân bay Hàm Rồng, Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lúc này, chúng tôi mới biết trung đoàn của chúng tôi thuộc trong đội hình 309, có chủ trương là trung đoàn 726 sẽ đi qua ca bằng máy bay, nhưng giờ cuối thì bị hoãn lại vì phải đi về Quy Nhơn. Được 2 ngày thì có đoàn xe chở xuôi về Quy Nhơn theo trục đường 19 và nằm tại Quy Nhơn 2 ngày. Rồi chúng tôi được lệnh lên tàu vào năm và đến trạm 15 Hố Nai. Nằm ở đây khoảng 10 ngày, rồi đơn vị chúng tôi được đoàn xe của quân khu 7 chở vào sân bay Tân Sơn Nhất và đi trên chiếc máy bay của Liên Xô, bay đến sân bay Siem Reap, Campuchia. Lúc này khoảng thời gian là tháng 3 năm 1979. Khi xuống máy bay, chúng tôi thấy chiếc máy bay C-130 của Mỹ đang bốc cháy và tiếng súng của pháo bắn tứ tung. Đơn vị được lệnh rời khỏi sân bay, di chuyển sang khu vực nhà sàn. Chúng tôi ở Siêm Diệp một đêm và qua ngày hôm sau, có một đoàn xe Jin Khơ 130 chờ chúng tôi đến thị trấn poipilin Lúc này quân đoàn 3 còn đóng quân ở dọc đường 10. Vừa xuống xe, các đại đội đều tách riêng và ở khá xa nhau. Khoảng 2 tiếng sau, lúc đó là khoảng 3 giờ chiều, lệnh hành quân được công bố. Tiểu đoàn 1 đi theo hướng nhà máy cà phê rồi lên đồi hỗ trợ cho các đội đội công an biên phòng của quân khu 7 đang chốt ở nơi đây. Lên đến nơi khoảng 5 giờ chiều và chúng tôi ăn cơm chiều tại đó. Tiếng súng AK nổ lạch tạch gần đâu đó, chúng tôi không quan tâm. Mấy bạn công an biên phòng chạy ra bảo chúng tôi nấp xuống hầm, coi chừng đạn lạc. Chúng tôi chỉ cười và nói không có gì phải xuống hầm đâu. Có nghe tiếng hỏa lực đâu mà sợ. Lúc ấy các anh công an biên phòng mới ra hỏi chuyện chúng tôi. Thấy chúng tôi ăn kham khổ, các anh ấy đem thịt hộp cho chúng tôi. Từ khi nhập ngũ cho đến lúc bấy giờ, chúng tôi mới được hưởng chọn lon thịt gà như vậy. Vì một lon thịt gà một bữa ăn cả đại đội, chỉ có một lon, và chúng tôi chỉ được Thái Bình Dương thôi. Còn xác thì đại đội hưởng. Các anh ấy nói, lính của bộ tăng cường mà nhỏ con thế, đánh đấm thế nào đây? Mấy anh hỏi, Đại đội tôi có bao nhiêu người lính? Tôi trả lời khoảng 40 người. Mà anh tỏ vẻ thất vọng với anh em chúng tôi. Vì ở các anh ấy, một đại đội có đến 120 người bằng 3 lần chúng tôi. Mà các anh ấy còn không chịu nổi với bọn Pol Pot, huống hồ chỉ có bấy nhiêu. Các anh ấy cũng hỏi là súng chúng tôi đâu mà không thấy. Tôi giơ cây B41 cho các anh xem. Các anh hỏi súng gì mà lạ quá toàn đại đội 2 chúng tôi toàn là ống thổi, nói riêng. Nhưng các đại đội bạn cũng chỉ vậy thôi, vì đây là biên chế mà. Một trung đội có 8 thằng, hết 4 cây B, rồi một cây M79 và 3 cây AK. Nhưng 3 cây AK, mỗi cây phải mang theo 2 khẩu M72 và một trái mìn DH8. Nói chung, chúng tôi chơi toàn là hỏa lực. Trong đội hình sư đoàn 309 Trung đoàn 726 đặt chân đầu tiên trên mảnh đất Poipilin, một thị trấn sầm uất của tỉnh Bát Tam Bang, nổi danh là mỏ kim cương của đất nước chùa tháp, giáp biên giới Thái Lan, chính là nơi tập trung của bọn Pol Pot. Ngày đầu tiên, chúng tôi đặt chân đến Pailin. Tối hôm đó, toàn trung đoàn được lệnh của sư đoàn 309 là nổ súng tấn công phản kích bất ngờ các cứ điểm của Pol Pot và đẩy lùi toàn tuyến biên giới. Tối hôm đó, trời tối đen đội hình tiểu đoàn một ém quân từng toán một vượt qua đại đội công an biên phòng của quân khu 7 và tập kết dàn quân hàng ngang để chờ lệnh nổ súng đến khoảng 2 giờ sáng có pháo hiệu không những riêng đội hình của trung đoàn 126 mà cả sư đoàn 309 đồng loạt nổ súng lúc đầu còn nghe tiếng súng nổ dần dần chỉ thấy các vệt đạn đan chéo nhau bay khắp bầu trời Pai Linh, cứ lúp xúp chạy lên phía trước trên vai đạn B41 vẫn còn nặng. Tôi xin anh buôn B trưởng cho bắn thêm vài trái cho nhẹ. Anh chỉ cho bắn thêm một phát nữa thôi. Và tổng cộng ở trong đêm tôi bắn được ba phát. Đến sáng ngày, tờ mờ, chưa thấy rõ mặt người. Tôi nhìn thấy ngổn ngang súng ống, xác địch và máu me tùm lum. Cũng có tiếp tục tấn công qua cánh đồng trống và cứ mãi xung phong. Đến khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi thấy có hai tốp trực thăng bay trên đầu và loa xuống thông báo chúng tôi đã xâm phạm lãnh thổ Thái Lan. Đơn vị dừng lại và đợi lệnh của trung đoàn. Những cây 12 ly 7 chốc nòng súng lên trời, nhưng lệnh rút quân và chúng tôi tiếp tục truy quét đến gần bản cây xoài thì đích bắn ra. Toàn đội hình trung đoàn bao vây và nhanh gọn chiếm lĩnh trận địa. Một vài đồng đội bị thương và một số bệnh binh ở lại bản cây xoài. Chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước và đến chiều đó khoảng 3 giờ ngày hôm sau. Chúng tôi hay tin ở bàn cây xoài bị tập kích. Anh em tuyến sau chạy tứ tán và Pol Pot đã chiếm lĩnh trận địa. Tiểu đoàn 1 được lệnh rút về giải vây. Khi đến nơi thì đội hình mình có một số hy sinh và một số thất lạc. Sau này cũng không tìm thấy nữa. Tiểu đoàn 1 củng cố đội hình và áp tải thương bệnh binh đi theo đội hình. Ngày hôm sau đến bản nhà tôn giáp biên giới Thái Lan. Chúng tôi đặt tên nơi đây là Bản Heo, vì đây là cứ của địch và toàn là heo. Sau khi hai ngày đêm tấn công dọc tuyến biên giới Thái Lan Campuchia, vào khoảng 10 giờ sáng ngày kế tiếp, đội hình trung đoàn 726 đến bản nhà Tôn. Trinh sát trung đoàn báo là có địch. Toàn đội hình tiểu đoàn 1 dàn quân. Đại đội 1 chính diện, đại đội 2 cánh trái, đại đội 3 ở cánh phải và đại đội 4 cùng tiểu đoàn bộ ở phía sau đại đội 1. Đội hình tràn lên, địch nổ súng trước và lệnh nổ súng hàng loạt. B40, B41, DKZ82 vàng lên, 12 ly 7 nổ giòn, đổ dồn về phía bàn nhà tôn. Những ụ mối, những gốc cây lớn bị hất tung lên và tôi không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Bên tai tôi tiếng o o và chỉ nhìn thấy đồng đội tôi vất tay lên rồi ôm cây B41 chạy lên tiếp tục kẹp nách bắn. Cối 82 của ta và địch lẫn lộn nổ tứ tung vào đội hình của chúng tôi. Chúng tôi cứ nằm tại chỗ và từng đợt tràn lên tiếp cận ngang hàng với đội hình. Rồi tiếng súng cũng dịu dần và bên tôi anh bê trưởng nói bò lên. Chúng tôi bò lên như một cái máy, cứ bò, hố ngang tùm lum của những trái đạn nổ tung. Tôi bỏ xuống một hố đạn và lấy nước ra uống thì không tìm thấy cái bi đông nước đâu. Bên phải túi đựng cơm, nó dẹp lép như cái bánh đúc. Khát nước quá, không thể nào chịu nổi. Tôi bỏ qua chỗ anh buôn bê trưởng xin nước. Chưa kịp hỏi, anh hỏi tôi trước. Cho anh tí nước. Tôi trả lời, bi đông nó mất tiêu rồi. Mới bỏ qua xin nước đây. Lúc đó khoảng hơn 12 giờ trưa, đội hình dê một nằm giữa cánh đồng ở ngoài bản. Rồi chúng tôi nghe tiếng ô tô gầm rú chạy Tiểu đoàn truyền lệnh, xung phong. Rồi chúng tôi đồng thanh hô chào lên và tiếp tục nổ súng về hướng dãy nhà tôn. Tiểu đoàn 1 chặn được chiếc xe cuối cùng của địch và địch đã bỏ chạy. Tiểu đoàn ra lệnh cảnh giới và dừng quân tại chỗ. Như thế là đơn vị chúng tôi đã chiếm lĩnh trận địa. Lúc đó khoảng 3 hay bốn giờ chiều. Cái đầu tiên chúng tôi là lấy nước uống rồi mới hỏi thăm đồng đội. Lần này Đại đội 1 bị thương rất nhiều, đại đội 2 ít, đại đội 3 gần ngang với đại đội 1 nhưng không có tử sĩ. Chúng tôi thấy heo của bọn Polpot nuôi tháo chuồng chạy ra tứ tung, rồi thèm thịt heo nhưng không dám. Đại đội hỏi ý tiểu đoàn xin làm thịt một con, tiểu đoàn cũng không dám cho. Đến tối, được lệnh từ trung đoàn cho anh em ăn thoải mái thì chúng tôi đã làm liều một con rồi. Hay được tin chúng tôi bỏ mỡ lấy nạc mà ăn. Báo hại ngày hôm sau toàn tiểu đoàn bị tiêu chảy quá trời vì ăn quá nhiều đạm nên cơ thể thích ứng không kịp. Và đến bây giờ tôi vẫn không biết các đồng đội của tiểu đoàn 2 và 3 đánh ở hướng nào. Tôi cũng không rõ địa danh là gì. Các đồng đội gọi là bản cây xoài, còn cứ của địch toàn là nhà tôn thì gọi là bản nhà tôn. Vì từ Việt Nam mới qua Campuchia chưa được 2 ngày là đã đánh tại Pai Linh, suốt dọc biên giới Thái Lan Campuchia liên tục cho đến Tà Hen thì gặp đội hình của trung đoàn 31 sư 309 rồi mới quay về Pai Linh. Trung đoàn 726 chỉ phòng thủ ở chốt là số 1 nhưng đánh tấn công cũng tạm được, chỉ chơi toàn là hỏa lực. Trung đoàn 812 thì có lối đánh tấn công rất đẹp, còn trung đoàn 96 thì không biết ra sao nhưng chạy dài chắc là 96. Sau này trung đoàn 726 tách ra làm chuyên gia quân sự tại tỉnh Bắc Tam Bang thì quân khu 5 tăng cường cho sư 309, trung đoàn 250 thế chân tại địa bàn của trung đoàn 726 ở Tà Xanh và Sam Lốp. Sau đợt tấn công mở màn đẩy lùi pốt qua biên giới Thái Lan, trung đoàn 726 bàn giao trận địa lại cho trung đoàn 31 và rút về Pailin. Từ Pailin giải dọc đường 10 đến của chữ V từ cua chữ V lên tà xanh và xăm lốt. Lúc này, khoảng thời gian là tháng 4 hay tháng 5 năm 1979 và cũng trong thời gian này là lúc thế chân cho quân đoàn 3 rút quân về nước. Tại đội 2 chúng tôi đóng quân ở đoạn giữa tà xanh và xăm lốt, ngay ở đống gỗ trên triển dốc. Nơi đây bốn bốt rất đông, hàng đêm có từng đoàn người di chuyển rất đông từ trong dân qua đất Thái. Có những đêm đi phục, thấy đông quá chúng tôi còn không dám nổ súng vì chỉ có 6 người mà đoàn người có đến hàng vài trăm mà trong đó dân là chủ yếu gùi hàng cho bọn tốt. Rừng ở tà xanh nơi đây vắt nhiều vô kể. Cứ một đêm đi phục là trên người có hàng chục con vắt bám vào chỗ hiểm. Đến sáng về lột quần áo nhờ bạn bè bắt dùm và bệnh của lính nữa chứ. Hặc lào lăng ben thì đứa nào cũng có. Y tá cho y ốt thoa vào là nhảy cẫng lên vì rát. Nhớ lại những kỷ niệm ngày nào thật vui và cũng thật buồn. Cho đến bây giờ, mình cũng không còn nhớ gì thêm về đồng đội cùng chiến hào, sống chết bên nhau. Trong thời gian này, ít chạm súng với bọn địch hơn lúc trước. Nhưng ngày nào cũng đi phục, bọn Pốt hễ thấy là nổ súng liền. Vì ở tà xanh, tụi Pốt quá đông với lực lượng mỏng như đơn vị chúng tôi Chủ quan là bị nó bắn ngay Hàng đêm ở chốt Đơn vị chúng tôi bò ra ngoài Vành đai, nằm hết Chỉ còn lại đại đội bộ Quản lý của đại đội, y tá Và nuôi quân ở phía trong Có một lần bị địch tập kích Và bị dính trưởng ngay với chúng tôi Và từ đó ở cái chốt này Rất yên ổn Địch cũng không dám lại gần nữa Trong thời gian này, đại đội 2 Ở xăm Lốt bị địch bao vây Đại đội 1 tăng cường Và trong đó đại đội 2 có tôi Trinh sát của tiểu đoàn Cắt rừng đi cho nhanh Và sẽ một chút nữa Thì đại đội 1 của trung đoàn 726 chúng tôi Choảng nhau với đại đội 2 của 812 Ngay ở gần sầm lốt Vì sư đoàn cũng tăng cường 812 giải vây cho tiểu đoàn 2 Của trung đoàn 726 Hôm đó vào một buổi chiều Ở biên giới Thái Lan Campuchia Tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 Cắt rừng gần tới chỗ tiểu đoàn 2, trung đoàn 726 thì phát hiện có địch, đội hình triển khai và bọc xuống suối nằm im chờ địch. Tôi mang cây 41 lựa chỗ đàng hoàng cho phụt lửa ở phía sau không bị cản và địch đến gần rồi bỗng nhiên có tiếng súng bắt liên lạc. Điểm xạ hai tiếng rồi ba tiếng súng AK. Chúng tôi nói quân ta rồi và lên lại ba tiếng rồi đại kỹ thuật báo trung đoàn 812 tăng cường giải vây cho trung đoàn 726 ở tà xanh và sam lốt. thế là chiều hôm đó tôi gặp thằng bạn cùng xã tên là lương công châu nó ở trung đoàn 812 và chúng tôi rất mừng rồi giải tán ngay và tiếp tục hành quân lên sam lốt khoảng 4-5 giờ chiều chúng tôi tiếp cận với tiểu đoàn 2 ở ngay dưới hàng cây vườn sầu riêng giáp danh với bìa rừng dọc biên giới thái lan Lúc này, lính của đại đội 2 bị sốt rét nhiều vô kể. Vừa sốt, vừa gác thì co cụm lại. Địch không phát hiện được quân ta lùng sục. Thì đồng nghĩa với quân ta đang ở thế yếu. Địch bao vây không chịu nổi. Tối hôm đó, chúng tôi ở lại với tiểu đoàn 2 và ra ngoài biên nằm hết đào công sự cho lính tiểu đoàn 2. Qua ngày sau, đơn vị chúng tôi triển khai truy quét lên phía biên giới. Đến chiều, chúng tôi gặp các chốt của bọn Post và nổ súng. Tuyến phòng thủ của bọn Post bị chúng tôi đánh tung và chiếm lấy. Sau đó tiếp tục vận động lên phía trước khoảng 15 phút. Rồi tiếp tục gặp tuyến phòng ngự thứ hai của bọn Post Và lúc này nổ giòn hơn và mạnh hơn. Chúng tôi chiếm lĩnh trận địa. Lúc này tiểu đoàn 1 triển khai lùng sục ở các hướng và gặp tuyến phòng ngự thứ ba ở hướng của đại đội 1 và đại đội 2. Đại đội 3 đón lõng tuyến này nổ súng hơi lâu rồi cối 82 của ta chi viện tôi thẩm nghĩ là căng đây sau khi đoàn chuyên gia quân sự 7704 được thành lập sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 309 chuyển lên đập pinh Pui, phía đông bắc đường 10 cách xã lâm trầm pâu ba núi khoảng 10 cây số nơi đây có một đập nước tạo thành bởi một con đê nối liền giữa hai ngọn núi cách nhau khoảng 2 km đường chim bay sở chỉ huy đặt ở đầu con đê cũng là con đường xe ô tô đi được về phía đông bắc trước mặt sở chỉ huy là đồng ruộng làng mạc và đập nước ở phía sau lưng phía tây là một dãy các điểm cao thật là một địa hình lý tưởng tôi đã cho thiết lập một chốt quan sát ở trên điểm cao dưới dân điểm cao này là sở chỉ huy của sư đoàn phía sau điểm cao là tiểu đoàn trinh sát kế đến là tiểu đoàn vận tải và hệ thống kho tàng quang cảnh ở đây là trên núi dưới là đập nước mênh mông đúng với câu sơn thủy hữu tình không khác gì một khu nghỉ dưỡng nghỉ mát để tạo nên nếp sống văn hóa ở chiến trường chúng tôi đã chú ý đến công tác xây dựng doanh trại duy trì các chế độ chính quy ngoài các công trình chiến đấu như hầm hào công sự chúng tôi đã tiến hành xây dựng một loạt các công trình khác như hội trường nhà kho bệnh xá doanh trại với các công trình thể thao thể dục và đặc biệt quan tâm đến hệ thống đường xá cơ động từ sở chỉ huy đi các hướng của trung đoàn 36 nay đổi tên là trung đoàn pháo binh 487 từ thị xã Bát Tam Bang được điều lên đứng chân ở xã Tà Hèn, trên trục đường 58. Trục đường này chạy dài từ Sisovon đến Valovia Tà Hèn, về Seran An Tiếc xuống thị trấn Pailin hợp điểm với đường số 10 tại Pailin. Sau khi trung đoàn 726 được chuyển về thành lập đoàn 7704, tiểu đoàn 1 đứng chân ở Tamako ngay tại huyện Đoát Tam Bang. Nhưng tiền phương thì đóng quân ở Bà Vân. Đại đội 2 đóng ở Công Pông Trư Năng, đại đội 3 đóng ở Tà Hen. Khoảng cách các đội hình ở các đại đội khá xa. Tiểu đoàn 3 đóng quân ở Sisophon. Ngày trước ở Đông Bắc, các trung đoàn của 309 đánh nhau với Pol Pot rất ác liệt. Ngày đó chưa thành lập sư, gồm có trung đoàn 95, 96, 94, 142, 143, 812, 726, 31 và 29 là nằm gọn trên đất Campuchia và có một nguyên trung đoàn hậu bị của quân khu 5 nằm giải rác ở các tỉnh Tây Nguyên dọc biên giới Việt Nam Campuchia. Lúc đó trung đoàn 726 là tỉnh đội 2 Gia Lai Cam Tum mang tên trung đoàn Chư Prong. 143 mang tên Măng Giang đến khi giải phóng Campuchia, quân khu 5 mới tăng cường 726 cho sư đoàn 309 và cùng sư 309 bay sang Bát Tam Bang khi đến sân bay xiêm Diệp, trung đoàn 726 được nghỉ chân một ngày. Sau đó, xe Jin Khơ chở 726 đến ngay thị trấn Popailin và trong ngày hành quân qua thị trấn, qua nhà máy cà phê và lên đồi, gặp một đội công an vũ trang ở quân khu 7. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, anh em thì ở dưới công sự, còn 726 thì lên đến ven đường và lấy cơm vắt ra ăn. Lúc đó, tiểu đoàn 1 quân số chỉ có hơn 100 người tương đương một đại đội công an vũ trang của quân khu 7, mà lính của quân khu 5 thì rất nhỏ con, nhưng súng ống thì rất lạ với anh em quân khu 7 vì toàn là ống thổi lửa. M79, M72, M60, 12 ly 7, cối 6 và cối 8 là chủ lực. Riêng mình thì mang cây B41 với 6 trái ở trên lưng và một trái ở trên nòng. Ngày tối hôm đó toàn tuyến xuất kích và đến khuya hôm sau là toàn tuyến 309 nổ súng đẩy lùi bọn Pol Pot ra khỏi biên giới Campuchia. Máy bay trực thăng Thái Lan lượn trên đầu và loa xuống thông báo quân đội Việt Nam đã xâm lược chủ quyền của Thái Lan. Lúc đó mới biết là đơn vị mình đang ở trên đất Thái. Khổ nhất là các đồng đội 12 ly 7, 7 người cùng khiêng cây 12 ly 7 chạy ra khỏi khu vực đất Thái. Nếu không thì trực thăng nó bắn xuống không còn một mạng. Hướng lính xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ để đồng hành cùng hội ước lính. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.